Hồng Phượng, chị hỏi một câu đơn sơ chứ. Hồng Phượng nói là Hồng Phượng đi rồi, đồ đạc đồ này kia vẫn còn ở trong nhà thì em chưa có trả thì như nào vậy? Nó là không đúng sự thật. Tại vì hiện tại là bây giờ là khoảng là 13, 14 ngày rồi. Thì đồ Hồng Phượng vẫn còn ở nhà. Do cô Sáu thì Hồng Phượng không chịu đến lấy. Thì Long cũng dọn dẹp để cho một bên để cho cô Sáu dễ lấy rồi, nhưng mà cũng không ai qua lấy. À, vậy hả? Rồi cái việc mà thực sự là nghe cái chuyện mà em đuổi hai mẹ con đi thì mọi người cũng cũng thực sự cũng họ nói họ tổn thương, mọi người cũng cảm thấy cũng khá là ấy, vì là người nhà với nhau. Thì chị không biết là cái chuyện mà đuổi đi như thế này ấy, là xảy ra như thế nào, có nghĩa là trước đó là đã có mâu thuẫn rồi, hay là theo như mà được biết ấy, thì là sau 49 ngày thì em đã đuổi họ ra khỏi nhà, thì cái lý do nào mà khiến em phải mời họ ra khỏi nhà như thế, tại vì cậu cũng mới mất. Nhưng mâu thuẫn với Hồng Phượng thì nói chung là cũng không có nhiều. Còn mà nói về mặt là cảm thấy không an toàn khi có gia đình cô Sáu và Hồng Phượng ở đó. Và với một phần nữa là cô Sáu đem những cái mê tín dị đoan về tâm linh làm trước 49 ngày của ba, rồi sau đó lại đem những cái tâm linh về nữa, thì làm cho nó rất là áp lực. Tâm linh đó là cái gì? Là những cái tượng, rồi có những cái lá bùa này kia nữa trong nhà, để lên ngay cái bàn thờ bà dị của ba Lon. Là trước 49 ngày là Lon thấy cái đó là thấy nó là Lon rất là sợ, rồi không biết là ba có sao không, gia đình có sao không. Nói chung là gia đình của Sáu ở rồi Lon thấy không có an toàn và tạo áp lực cho con cháu trong nhà rất là nhiều, cho nên dẫn đến Lon phải mời gia đình của Sáu ra khỏi nhà. Và đây là Mỹ, con cũng là con cháu trong gia đình, thì sẽ hiểu và nói về tính cách của cô Sáu và Hồng Phượng suốt thời gian sống chung. Chị giới thiệu hai bạn đó. Đây là Mỹ, Võ Thái Thành. Mỹ là con của bác Tư, là anh của ba Lon. Còn đây là Bùm Bùm, là tên thật là Võ Trần Thị Dung, là con của chú Bảy, là ông Võ Thành Nhiêu, chú Hồng Tiểu Linh. Đây là chị em trong nhà đều là con cháu thì đều biết rõ tình hình và tính cách mỗi người trong nhà. Thì hôm nay Mỹ sẽ cho mọi người hiểu rõ. Em biết có thể chia sẻ. Thì em là cá nhân em ở với lại cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng cũng tương đối là lâu. Em ở chung nhà của chú Vũ Linh luôn à? Trước đó thì em có ở với cô Sáu chút, và sau này tầm khoảng gần 2 năm nay thì em mới về nhà của chú Linh. Thì em ở cô Sáu tầm khoảng trên 20 năm. Thì cái tính cách của cô Sáu thì người khá là nóng tính và thường xuyên là la mắng cái người xung quanh gia đình. Thì độ khoảng tầm gần đây, trong lúc mà mâu thuẫn xảy ra trong gia đình đó, thì cô Sáu thường xuyên là có những cái thái độ cấu gắt với lại em Bùm và Loan. Thì lúc đầu thì em cũng không có suy nghĩ về nhiều về thế này, thì vì cá nhân em thì một bên thì là cô của mình, một bên thì là em, thì em cũng không biết là mình phải bên vực ai thì là quá nhiều. Tuy nhiên là xét lại những cái tình tiết mà em được biết á, thì em thấy Loan làm đúng. Tại vì cá nhân em thì về còn cô Sáu á, cái nhà ngày trước là gọi là nhà từ đường của ông bà nội, thì cô Sáu đã làm mất rồi, nên là em cảm thấy là nó có nhiều cái sự việc xảy ra, cho nên là tại lúc em còn nhỏ nên em không có được biết quá nhiều. Em chỉ được biết là trước đó thì nhà đó là nhà từ đường của ông bà nội. Thì sau khi mà ba của em mất á, thì cô Sáu với lại chú Linh có xảy ra một số việc, những đến cái sự việc là cô Sáu về nhà từ đường của ông bà nội ở. Thì bằng một cách nào đó thì cô Sáu đã xin chú Linh được là đứng tên của chủ quyền căn nhà đó. Mà sau đó thì tầm khoảng vài năm sau thì có xảy ra một số việc, em lúc cũng khá nhỏ không có được biết quá nhiều. Thì nhà cũng sẽ đã bị cưỡng chế và lấy mất. Và xong tới thời điểm hiện tại thì cái vụ việc mà chú Linh mất á, em cảm thấy là em không có yên tâm về cái vấn đề mà cô Sáu Hồng Nhung hay là Hồng Phượng can thiệp vào cái vấn đề tài sản của Loan, cho nên là em mới đứng ra để em đứng về phía của Loan để em bảo vệ Loan. Thì từ thời điểm đó là cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng có những cái thái độ
độ khá là khó chịu với em, và luôn liếc lườm mọi từ những cái nhất cử nhất động hay là lời nói của em đều bị để ý. Và đến lúc mà anh chị em của em trong gia đình đó muốn ngồi xuống ăn một cái bữa cơm thì cũng phải đợi cô Sáu đi lên trên lầu thì mới dám gật dọn ra, chứ cũng không có nói gì gọi là quá nhiều kịp mà có mặt cô Sáu ở đó. Còn em buồn thì em thấy sao? Em thì mới về ở chung chị ơi khoảng chưa được tháng thôi, thì đúng như là làm thấy cô Sáu từ khi bác mất thì cô Sáu rất là thay đổi, từ những cái thái độ cách đối xử với tụi em cũng là khó chịu, mà tụi em cảm thấy sợ lắm, sợ gặp cô Sáu. Mà cũng như Mỹ nói luôn, mỗi lần mà ăn cơm hay là muốn vui vẻ nói chuyện với nhau cũng không dám, phải sợ phải đợi cô Sáu lên lầu rồi mới đi rồi mới dám ngồi để nói chuyện vui vẻ với nhau. Trước đó thì cô có như thế không nhỉ? Trước khi mà chú Vũ Linh mất thì cô có dễ chịu hơn không cả nhà? Cô Sáu em thì khó tính đó giờ rồi, khó tính với nóng tính nữa, nhưng mà đỡ hơn bây giờ. Bây giờ rất là cao tính luôn. Cái mâu thuẫn của chị với em mà cô của chị Hồng Phương thì bắt đầu từ thời điểm nào? Từ vụ BH hả? Từ vụ BH. Lúc đó là do anh do một nghe về phần bên cô Dương Tiên là lùm xùm với anh Vũ Luân, thì lúc đó Luân cũng thấy rồi, là Luân điện hỏi anh Luân là vụ này ra làm sao, thì anh Luân cũng có nói hết cho Luân là do Hồng Phượng đem về. Thì Luân cũng bỡ ngỡ là tại sao Hồng Phượng đem về mà tại sao không nói với mình một tiếng, vì mình cũng là chị em hồi nhỏ với Hồng Phượng này nọ. Thì lúc mà đám của ba thì có hai người ở trên bên phòng kế bên phòng ba là cầm máy quay với quay phim chụp hình vô, thì Luân cũng nghĩ là lúc đó Luân có hỏi nó, ủa hai người này là ở đâu, Luân sợ như là YouTube, lúc đó cũng trà trộn vô phòng nhiều lắm, thì Luân mới hỏi ủa hai người này ở đâu, thì Hồng Phượng mới đi ra, Hồng Phượng nói cái đó là của tôi, thì Luân nói vậy hả. Thì trong lúc đó Luân cũng nghĩ là giống như hồi xưa là mình nhà có tiệc gì thì mời kêu máy quay phim chụp hình về để làm kỷ niệm thôi, thì để cứ để cho tao quay rồi để lưu lại kỷ niệm của ba, nhưng mà không ngờ cái đó lại là của BH với lại bên kênh YouTube của Hồng Phượng đem về. Thì mình cảm thấy nó là mình nói chung là thấy không được tôn trọng Hồng Phượng, có nhiều cách mà không tôn trọng Lon, cho nên Lon dẫn tới có nhiều cái mâu thuẫn, như không là lúc đó là không muốn nói chuyện qua lại với nhau. Trước khi em mời hai mẹ con ra khỏi thì trước đó em có đề cập đến cái việc là họ nên rời khỏi nhà hay không, hay là sau 49 ngày thì có một cái bức xúc nào đấy khiến em mời họ, hay là trước đó em đã nói là ngày nào ngày ấy thì sau, hoặc là tương lai sau này thì cô với em dọn ra không? Mình có nói những cái chuyện như thế không? Trong 49 ngày Lon cũng có đây nghe nhìn chuyện là kể về đời tư của Lon và nói xấu ba, nói xấu đời tư Lon này nọ. Thì nói chung thì về gia đình chồng trước của Lon thì Lon cũng ai cũng biết, thì Lon cũng đã ly dị chồng rồi, chứ Lon đâu có làm bé cho ai đâu mà ấy, Lon mới sợ. Nhưng mà giống như thì gia đình ai cũng biết là Lon có chồng có con như vậy, cũng đâu nên là đem đi kể ra đời tư của Lon. Rồi bức xúc cũng nhiều chuyện lắm, mà Lon buồn nhất là ba Lon vừa mất mà đem kể xấu ba Lon này nọ. Như là giờ có chuyện gì thì cứ gia đình rồi nói chuyện với nhau, chứ còn mà đem ba Lon lên để kể xấu thì Lon không chấp nhận được điều đó. Kể xấu trên mạng xã hội. Thì dẫn đến cái chuyện là mình không còn tiếng nói chung được nữa, thì tôi xin mời gia đình cô Sáu và mọi người ra ngoài để rồi sau đó bình tĩnh lại có thể ngồi nói chuyện với nhau thời gian sau này. Em có thể nói là kẻ xấu chú Linh cái gì không ạ? Nhiều chuyện lắm. Hôm nay cho mình hỏi một xíu đó, là hôm bữa là Hồng Phượng có nói là khi mà mở cái sách của Linh thì là có 4.200 đô, nhưng mà Hồng Loan nói là 13.000, thì không biết thông tin này như thế nào. Là
Tức là vậy, cái lúc mà Loan mở két sắt ra là có sự chứng kiến của bác Sạch Thành và Bùm Bùm. Và thì bác Sạch Thành và Bùm và sau đó là Loan có thông báo cho bên anh Xô, tức là anh Thanh á, là con nuôi của ba, để biết là ngày đó Loan mở tủ để Loan coi lại tọt lại những cái số tiền đó thôi, chứ Loan không có là ý định là này nọ, nhưng mà cũng phải để lại là sau này để có gì mà lo lại phần mộ cho ba này kia thôi. Thì trong đó là có khoảng là bao nhiêu bông? 113 tờ 100 đô, tức là 11.300 đô, chứ không phải là bằng 13.000. Thì chị Loan để lại 4.100, còn lại là chị Loan. À, vậy là đúng rồi, khớp ha. Tại vì lúc mà trong bệnh viện em mở em có thấy vòng vàng cái thứ không? Không, lúc mà mở là không còn thấy gì nữa. Thế em thấy vòng vàng vào cái thời điểm nào? Em bao giờ em thấy những cái vòng vàng đó, tại vì Phượng cũng nói là Phượng không thấy vòng vàng gì luôn, cái tủ là trong bóc. Lấy cái video mà hỏi biết nghe đó, em không cần cái tủ trong bóc luôn, chỉ còn có bao nhiêu đó tiền thôi. Thì trước đó là ba cũng có dặn là sau này con mở tủ ra con lấy tiền đi sửa xe cho ba này nọ, phải giữ kỷ niệm lại cho ba. Thì lúc đó mình nghĩ là ba đã biết là tình trạng mình không qua khỏi gì đó. Rồi cái chuyện mà cô Sáu khởi kiện em là kiện em trước khi em mời họ ra khỏi nhà hay là sau khi em mời họ ra khỏi nhà thì họ mới kiện, mới gửi đơn kiện? Trước. Em có biết không? Như là trước rồi. Tại vì ở tòa là chị đi nắm giấy tòa mà. Bắt chuyện đó bằng vi bằng hôm qua chị đi phát tán lên ra ngoài cũng là chị đi nắm. Thì cái này đề nghị là bạn sẽ bán đất để chia cho anh em bà con, thì mẹ con Phượng có nói là cái lô ấy bị quy hoạch rồi hay không, có nói cho Loan biết luôn tại chỗ như thế không? Dạ không có nói bị quy hoạch. Thì Loan cũng có đề xuất, lúc đầu Loan có đề xuất là sẽ bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng và chia cho con cháu của ba, tức là anh em trong nhà của Loan, của ba Loan. Thì đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại thì con thấy việc đó không cần thiết nữa. Tại vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu. Có nghĩa là con vẫn bình thường thì cũng muốn gia đình sum họp để mà lo nhà cửa hương khói cho ba, cho của quyền này thôi. Với lại cũng muốn chị Nga ở nhà, thì cũng nói chung là thời gian thì cũng không theo ý mình, thì rồi thì gia đình của Sáu cũng này nọ thì mình cũng không, Loan cũng không muốn. Loan ơi, Hồng Phượng có nói là nếu mà ví dụ như là lúc mà khi mà gia đình xảy ra những cái vấn đề như vậy đó, thì nếu mà ví dụ như là Loan ngồi đó xuống là nói chuyện nhẹ nhàng và giải thích cho Hồng Phượng thì Hồng Phượng sẽ sắp xếp thời gian và đồng ý dọn ra khỏi nhà, chứ không phải là mang theo cái sự bức xúc như vậy. Thì không biết rằng là cái thông tin này nó như thế nào. Cô nói là đùng một cái thì tự nhiên một hôm đi về thì lại ổ khóa đồ này kia, thì nó cũng khá là đột ngột, cho nên là cô bị sốc, bị tổn thương á. Thì em giải thích sao? Có cái bữa họp bên chị có nói là cô Sáu lại đây đi, thì cũng bên chồng mở thời gian đi rồi để thông sư rồi lại có nói trước. Có nói trước. Cái hôm mà họp chung với BH thì Loan cũng có nói là Hồng Phượng có chồng rồi thì nên về bên chồng sống, rồi cô Sáu thì vẫn ở đây với Loan. Với lại Loan cũng muốn một phần là có một gia đình riêng để mà lo cho gia đình của Loan, chứ không bị rối như là nhiều quá mình không biết làm sao để lo hết lo sể. Thì Loan cũng có nói như vậy, mà về sau này thì bắt đầu có nhiều cái mâu thuẫn quá, rồi một phần là cô Sáu tạo áp lực này nọ cho gia đình, rồi cảm thấy không an toàn nữa, thì Loan cũng phải một ngày đó mời gia đình của Sáu đi thôi. Còn chị Nga thì sao nhỉ? Tại vì thấy mời chị Nga đi trước, chị Nga thì như thế nào? Tại vì nghe nói là chị Nga cũng rất là tốt với chú Linh, chăm sóc chú này kia, thì chưa biết làm sao mà mình đúng. Có vẻ mời chị đi hơi sớm ha? Tại một phần lúc đầu Loan cũng nói với chị Nga là chị ở đây với em đi, để hả, tại trước giờ chị cũng biết tính tình ba rồi, khẩu vị ba này nọ, thì chị nấu ba ăn dễ hơn, hiểu ba hơn em, thì chị nấu chị với là phụ em coi con nhà này nọ đó, rồi nói chung là rất là thiện cảm, là muốn chị Nga ở đây với em để lo hơn khó cho ba. Mà sau này không hiểu gì lý do gì mà tự nhiên chị Nga đăng lên Facebook đó là thưa Loan, mà nó xúc phạm chị Nga, rồi
về nhà có những cái kiểu cách làm như là muốn nói gì lon là nói, muốn chửi lon là chửi gì đó, con không hiểu, nhưng mà thấy nó làm sao đó thôi. Với lại một phần chị Nga cũng có cha mẹ chị Nga với gia đình chị Nga thì cũng phải để chị về để lo cho cha mẹ của chị, chứ mình cũng đâu có quyền, với lại mình cũng không có được là bắt chị không được lo cha mẹ gia đình chị đâu. Thì nên thôi thấy tốt nhất thôi mời chị về để lo gia đình, lo cho ba cũng được. Ở trước đó thì ở trên mạng thì có một người thì ông tôn tin rằng là lúc mà khi mà nghệ sĩ Vũ Linh mà để nằm ở bệnh viện thì Hồng Loan không có chăm sóc và cũng không có đến bệnh viện để lo cho nghệ sĩ Vũ Linh, thì không biết là thông tin như thế nào, có thể là đó là hoàn toàn sai nha. Loan ở suốt với ba, Loan ở trong đó với chị Nga là 2 tuần, là bao nhiêu tiến triển, bao nhiêu diễn biến bệnh của ba là ba nằm phòng cấp cứu ở đây. Loan nằm bệnh này thì ai hết, nói chung là rất là đau, mong biết làm sao cứu ba ra được. Nên là cái ngày mà ba hôn mê đó, mẹ chở ba về ba mất á, thì thấy gia đình cũng do dự, không biết nên về không, mà Loan sợ ba mất trong đó. Con có quỳ xuống, con lại quỳ lại cô Sáu, đinh gì ba về đi, bao nhiêu tai tiếng luôn chịu hết, con chỉ sợ là ba mất trong đó thôi. Còn những người ai mà nói lo không có lo thì không hoàn toàn không có. Còn lúc mà ba bệnh nằm bệnh viện này bệnh viện kia thì con cũng ở nhà chồng, con cũng sắp xe, con tự luôn chạy luôn, con tới bệnh viện này bệnh viện kia để phụ chị Nga lo. Nói chung là không, lúc đó là dịch, ở bệnh viện người ta không cho ở chung nhiều, thì chỉ có một người lo thôi, thì lo phải chịu, chắc định sẽ đi chạy đi chạy về để lo, chứ lo không bao giờ bỏ ba, chỉ cần nghe ba ở bệnh viện nào là lo lên bệnh viện đó. Có cái thông tin này thì nếu mà Loan không muốn trả lời thì chị có thể không trả lời cũng không sao, đó là có thông tin là cái mâu thuẫn giữa Loan và với lại gia đình của cô Hồng Dung với lại Hồng Phượng là do là từ nhỏ là khi mà chú Vũ Linh đi diễn và Hồng Loan sống với lại gia đình của mẹ con của nghệ sĩ Hồng Phượng thì có mẹ con Hồng Phượng không có đối xử tốt với Loan nên nó xảy ra những cái mâu thuẫn tích tụ dần từ nhỏ cho đến lớn, thì không biết là như thế nào không chị? Cũng có, đúng cũng có, nên nhiều lúc từ nhỏ thì lúc mà cô Sáu về nhà gia đình ba ở thì cũng có tạo áp lực rất là nhiều. Lúc đó là còn đi học thì nó cảm giác là không muốn ở nhà nữa, cũng muốn đi luôn để cho những cái thoải mái. Có phải là từ nhỏ là phía gia đình của nghệ sĩ Hồng Dung cứ mặc định chị là con nuôi nên khiến cho bản thân của chị bị mặc cảm không chị, hay là như thế nào? Đúng rồi. Chắc là không có thương em. Không có thương. Còn về bộ kiện đó thì chị khi mà chị biết tin mình bị kiện như vậy thì cảm xúc của chị là thì nói chung bây giờ là mình trước giờ là cũng không muốn dính tới vụ kiện gì hết, nhưng mà bây giờ thì cô Sáu đã kiện rồi thì con chấp nhận con đi hầu thôi. Nhưng mà nói chung thì cũng sợ, chỉ biết là ba sợ ba buồn, rồi chỉ sợ ảnh hưởng đến ba thôi, còn con thì con chịu được hết. Bạn biết mình bị kiện sau 49 ngày hay là trước 49 ngày bạn đã biết mình bị kiện rồi? Trước đó, trước 49 ngày. Có nghĩa là trước 49 ngày thì bạn đã biết mình kiện, và cái chuyện mà bạn mời hai mẹ con ra là sau 49 ngày bạn mới mời đúng không? Hôm qua chị có đăng trên trang cá nhân á, chị kêu là Hồng Phượng nên sao kê tất cả đi, còn những thứ không quan trọng. Tại sao chị lại nói này? Nhờ một cái điều ở đây luôn quan tâm nhất là về chuyện viên góp, và sau đó là muốn yêu cầu Hồng Phượng phải sao kê rõ ràng. Còn những cái mà thấy Hồng Phượng đem lên thì Loan thấy không chấp nhận được. Phượng nói là những hình như là cái quyên góp đó thì do một cái người nào ở nước ngoài hiện đang giữ cái số đó ha, chứ Phượng không có giữ, thì cái đó Loan có biết không? Cái quyên góp đó thì quyên góp vào một tài khoản của người nào đó ở nước ngoài kêu gọi cái chuyện đó. Thì nếu mà Hồng Phượng nói thì bây giờ phải nói Hồng Phượng kêu những người đó phải sao kê ra cho Loan cho rõ ràng, chứ bây giờ đẩy qua đẩy lại hoài thì Loan cũng đâu có biết được. Nhờ mọi người chuyển những cái thông tin về cho Loan để sau này Loan có thể gửi trả lại cho khán giả,
và ai mà không nhận thì luôn sẽ đi góp hết cho ba loan để làm từ thiện. Những cái khoản như là cái BH Media và những cái cúng biếu rồi những cái tiền này gì kia thì có bao giờ mà bên phía Phượng có nói là có trao đổi với em và bàn bạc là ai sẽ giữ số tiền đó hay là như thế nào hay không? Và những cái trong cái đám tang này em có chủ động em muốn lo cái phần nào hay không? Tại vì chị thấy hầu như là bên Phượng là lo hết, lo từ đám ma thu tiền cúng điếu, lo đến BH Media rồi giữ luôn cái tiền trong cái két đó. Thì em có lúc nào mà em chủ động em hoặc là em mong muốn là em sẽ được quản những cái vấn đề đó hay không? Hay là em tham gia những chuyện đó hay không? Cái bữa mà tiền cúng điếu thì bạn ấy có một cái tấm hình là em cũng có ở đó kiểm. Thì bữa đó em có ý kiến gì về cái cúng điếu đó hay không? Nói trước về phần chúng ta thì đó thì gia đình cũng đang bối rối, thì có bao anh em con cháu con trong nhà thì phụ với nhau được thì phụ, thì nó cũng không nghĩ gì là về phần tiền hay này kia hết, thì ai phụ được gì thì phụ thôi. Rồi đến cái phần mà mở thùng phong điếu thì có em già bung đó thì cũng nghĩ là mình kiểm soát ra rồi thì chi tiêu hay là giữ gì thì phần Hồng Phượng của Sáu sẽ hỏi ra một. Nhưng ý là hỏi là bây giờ cô giữ là để đó, để tại vì con ở xa, con không lên kịp để chi tiêu trả những trong cái đám của ba, thì có thể hỏi là một tiếng, nhưng mà này không hỏi. Họ cứ mặc định là họ sẽ giữ cái đó. Đúng rồi, mặc định là thấy đó là gom bỏ vô tủ. Bữa đó là có em rồi, tức là đếm xong hết rồi, thì không hỏi chị Lan là cái này giờ cô hay con giữ, thì không hỏi. Chị Lan thì chị hiền lắm, chị cũng không hỏi. Thì vừa đếm xong là cái chị Phụng cột tiền lại. Có một cái giỏ của chị Phụng, tại đếm là đếm phòng của chị Phụng, là cột tiền lại bỏ không ngay trong giỏ luôn. Thì có nói với chị Lan là tôi có ứng trước 60 triệu để làm đám nam cậu bữa giờ á, thì tôi lấy trước cái phần này lại nha. Chị Phụng nó lấy ra riêng 60 triệu, còn lại là chị Phụng bỏ vô cái giỏ của chị Phụng cô Sáu. Cái giỏ nó để sẵn trong phòng đó, là không có hỏi chị Lan, cũng không hỏi gia đình. Mà chị Lan thì không có hỏi luôn, thì những ngày chị thấy vậy thôi chị cũng im luôn. Cái 49 ngày thì là cô Sáu làm mà cúng, mẹ cô Sáu ra tiền để cúng. 49 ngày thì cũng nghe là có quyên góp đó, mà Loan cũng không biết là đó là cô Xá bỏ hay là bác Thành bỏ. Em hỏi một xíu là về cái việc là hôm qua hôm trước chị Phượng là báo chí và có tung cái bản thu chi á, thu được bao nhiêu tiền và chi bao nhiêu tiền, có cái một cái danh sách gì vậy đó. Thì bản thân chị khi mà thấy được cái bản thu chi đó rồi thì nó có thỏa mãn đúng với những cái em có thấy hợp lý hay không? Hợp lý gì không? Hợp lý gì nó không? Chỉ coi được một lần là lúc mà đem 21 ngày cô Sáu kêu lên mở tủ của ba, thì Hồng Phượng với cô Sáu đem cái khoản nó xuống cho Long coi, rồi là bắt đầu là Hồng Phượng giữ luôn tới giờ. Nhưng mà chị coi thì chị thấy nó hợp lý, ông sùm lắm, cũng không nhận rõ, nhưng mà cũng không thấy được những cái hóa đơn. Có nghĩa là họ kê ra như vậy thôi chứ em cũng không có thấy được là hóa đơn chi tiêu này kia, đúng không? Đúng rồi. Tức là những cái khoản mà Hồng Lan chi ra hoặc là gia đình chi ra các khoản như vậy đó, thì có thông qua phường, gia đình của phường chi ra như vậy thì có thông qua Loan hay có phải ý kiến của Loan? Chi ra xong rồi bắt đầu mới báo với Loan. Tức là trước đó là họ tự chi. Đúng. Tức là ngày thứ 21 là đã cái tiền cúng điếu là đối với cái ngày họ đó cũng có em. Thì chị Phụ có đưa ra một cái tờ giấy lịch về nhà, thì có nói về lại là 670 triệu này thì hiện tại là bây giờ chỉ còn có 13 triệu thôi. Là cái ngày thứ 21 á, là chị Phụ xác nhận với chị Lan là tiền cúng điếu là chỉ còn có 13 triệu thôi. Và đến đó ghi thì ghi luôn tờ giấy. Cái thứ hai nữa là khi mà nhận cái mời này thì có nói là anh có cái chuyện này
thì mình muốn kết thúc nó sẽ như thế nào, một cái kết nó sẽ như thế nào để có thể thỏa mãn được bản thân mình, cũng như là giữ lại được cái tình cũng cho chú Linh. Em nghĩ là mình cũng nên thẳng thắn với chồng ý trước ha, anh bị đầu tiên là cảm xúc là bị như thế nào khi mà cái chuyện ồn ào này nó ảnh hưởng tới thanh danh của chú Linh. Thì về những cái này thì Ron chỉ biết thấy buồn thôi. Mình buồn vậy mình có cái giải pháp nào đó để mà, tức là khi mà mình tìm một cái giải pháp hoặc là mình đang theo câu chuyện này á, thì mình có bao giờ được ở cái cảnh của Linh thì để mình biết rằng là cái nguyện vọng của mình sẽ như thế nào, hoặc là nếu biết cái chuyện này có như thế nào không? Em có thể em có đáng tiếc không khi mà cái mối quan hệ gia đình đó là thân thiết như thế mà bây giờ nó bị xung đột, nó khó có thể nhìn mặt nhau á, thì em bản thân em có cái mong muốn gì hay không, có nghĩa là có thể ngồi lại nói chuyện với người, hay là muốn cắt đứt luôn, hay là em mong muốn như thế nào để cái việc này nó lắng xuống và mọi người cũng có cái tâm lý thoải mái, thì em có cái ý định gì hay không? Thì chị thấy sao? Thì là cái mong muốn của em về cái việc này sẽ từ một câu. Thì Lon nói chung là Lon cũng không muốn chuyện trong gia đình mà lúc mà ba mất và ra bài hết ra ngoài cho mọi người biết, thì cũng nghĩ ba là sẽ rất là ba rất là buồn. Nói chung là Lon cũng rất là tin tưởng về cô Sáu và Hồng Phượng, cho nên là để cho cô Sáu với Hồng Phượng là toàn quyền quyết định trong chuyện đám tang và đến những cái thất này nọ thôi. Sau cái chuyện mà cùng ao như vậy á, thì bản thân chị có thấy có lỗi với ba mình không? Cũng có chứ, con cũng thì con nói là thì là con cũng không muốn chuyện xấu chuyện đẹp gì trong gia đình để ngoài người thấy là người sẽ cười ba, tại vì ba một đời là rất là kính tiếng và cho đến lúc ba mất cũng vậy. Khi mà chị muốn chuyện này kết thúc á, thì nó sẽ kết thúc như thế nào, tức là nguyện vọng của chị như thế nào khi mà có cái buổi gặp gỡ với anh Ma? Ở cái này câu cuối là cái cuộc sống của chị dự định sau này như thế nào khi mà sau cái vụ màu này á, nhưng bởi chị có nói là chị dọn nhà ra ở rồi cũng mở như vậy gì thì cũng muốn mọi chuyện được êm ấm để cho ba được an nghỉ thôi, rồi sau này thì con cũng xin làm buôn bán tại nhà để mà còn lo cuộc sống sau này cho Lon, với lại được lo tổ tiên ông bà, thờ tổ tiên ông bà để cho ba vui thôi.